Đấy bạn, đây là sau một trận chụp cỏ nhân tạo ha, các bạn có thể đánh giá ha, mút thì nãy cái pha này là mình cầm tay mình chọc là bình thường ha, đó. Còn lại thì khá là ổn. Ok, chào bạn nha. Tình huống đầu tiên theo mình đó là sẽ rất là khó cho các môn chơi phong trào á, bắt bóng bọc mà thường có một cái độ chính xác cao và phán đoán điểm rơi rất là tốt, nó sẽ kết hợp với bật nhảy và cái hình tay phải chuẩn nữa, nên theo mình nó bóng bổng là rất khó đối với các thủ môn đấy các bạn. Vấn đề thứ hai đó chính là hiện tại thì các thủ môn hiện tại ngày nay chúng ta phải chơi chân được, phải phối chân được cái hậu vệ và đội mình, đơn giản là để cho cái đội mình thoát được cái pressing cũng như là mình không bị người ta dí nhiều quá. Còn hay hơn nữa thì các bạn có thể chuyền dài kiến tạo cho đồng đội. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ là chúng ta đừng có quá lạm dụng nó, và vì nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là một người bảo vệ khung thành để cho bóng không vào lưới thôi. À, nên các bạn nhớ là chúng ta chơi chân tốt nhưng mà chúng ta đừng có lạm dụng nhiều quá. Và điều thứ ba mình muốn nói đến các bạn thủ môn đó là chọn vị trí hợp lý. À, chọn vị trí hợp lý là gì? Là chúng ta di chuyển và giữ khoảng cách hợp lý với hậu vệ để có thể chúng ta có thể ra hỗ trợ và lót cho hậu vệ khi họ bị đá bóng qua đầu. À, như vậy thì hậu vệ nó sẽ đỡ mệt hơn và chúng ta cũng sẽ đỡ mệt hơn nữa. Nhưng mà cái chọn vị trí này nó phải là rất là khó nha. Các bạn phải làm quen được với lại các trung vệ của mình phía trước, và chúng ta phải đứng vị trí sao cho phù hợp để khi mà chúng ta lùi về nữa, có nhiều khi các bạn sẽ bị người ta đá bóng qua đầu ha. Điều thứ tư á, như trong tình huống này á, đó là một sự tập trung và phản xạ. Các bạn thấy là tình huống này hậu vệ phá bóng và tiền đạo nó sút ngay, sút bóng sống luôn. Nếu mà các bạn không tập trung á, thì các bạn sẽ rất là dễ bị giật mình. Và cuối cùng á, đó là những cái tình huống đá phạt. Thì theo bạn ở đây thì mà chúng ta để hàng rào một người hay là hai người, thì các bạn hãy cho mình biết lại comment ở bên dưới nha.